Xin kính chào quý vị và các bạn. Anh Ngọc và Đại Dương rất vui lại được đồng hành cùng các bạn trong chương trình VTC1 24 giờ tới. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những diễn biến hấp dẫn của bộ phim Đài Loan Đôi Cánh Thiên Thần đang phát sóng trên kênh VTC1. Thưa quý vị, vậy là việc ông Hồ Đức Xương uy hiếp luật sư để lấy bản di chúc đã không qua khỏi mắt của bà chủ tịch Tô Thị. Trong khi đó, với cô gái mặt âm vốn bị mất trí nhớ sau tai nạn, nhưng quá khứ mơ hồ với anh chàng Hạo Dương đang dần dần trở lại. Tuy vậy, cô cũng khó có thể quên được tình yêu mới có đã bị dập tắt với anh chàng Vân Tường. Còn với Vân Tường vốn bị Mạn Ân hủy hôn đầy bất ngờ và không rõ lý do, cũng đang rất muốn nối lại chuyện tình này và chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai nhận ra được tình cảm thật của nhau. Trong khi bị Mạn Ân xa lánh, anh chàng Hạo Dương lại luôn được cô gái Cao Tuyết Lợi thầm yêu trộm nhớ. Và không thể đứng nhìn Hạo Dương đau khổ vì Mạn Ân, cô gái này sẽ phải hành động như thế nào? Những diễn biến hấp dẫn này sẽ có trong tập tiếp theo của bộ phim Đôi Cánh Thiên Thần phát sóng lúc 11:30 ngày 21 tháng 1 trên kênh VTC1. Hai chúng ta không thể nào tách rời nhau được. Nhật Tường, nếu như anh không đi bệnh viện thì chưa gặp lại Tô Mạn Âm, anh đã bệnh chết rồi. Tiếp tục là những diễn biến đầy gay cấn trong bộ phim Trinh Quan Trường Ca trên kênh VTC1. Thưa quý vị, vậy là số mệnh trở thành phi tần của cô gái Trịnh Lệ Uyển đã bắt đầu thành hiện thực khi vua Lý Thế Dân đã chấp thuận để hoàng hậu đưa cô vào cung. Tuy nhiên, với tướng Lý Tích, người học trò của cha Lệ Uyển thì ước mơ trở thành người đứng đầu Tả Vệ Quân thì lại bất ngờ bị vua Lý Thế Dân từ chối, sau ông được tất cả các phe phái trong triều cùng tiến cử. Thay vì đứng đầu đội quân quan trọng nhất ở Hoàng Cung, Lý Tích lại bị vua Lý Thế Dân cử ra biên ải để chống lại đội quân nổi loạn phương Bắc. Vì sao một vị tướng vừa tài năng vừa lập được đại công cho đại đường lại không được vua Lý Thế Dân sủng ái? Đằng sau quyết định bất ngờ này là tài dùng người và tài bảo vệ trung thần của vua Lý Thế Dân như thế nào? Bên cạnh đó, con người anh minh và bao dung của vua Lý Thế Dân sẽ được thể hiện ra sao khi ông bị trung thần bất kính? Anh chàng đầy học thức Mã Châu sẽ được vua trọng dụng như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong tập 60 của bộ phim Trinh Quan Trường Ca, phát sóng lúc 12:30 ngày 21 tháng 1 trên kênh VTC1. Hôm nay trẫm sẽ giết tên Ngụy Chinh này để cảnh cáo kẻ khác. Tại vì hoàng thượng bắt quan chức từ ngũ phẩm trở lên phải thượng thư góp ý, còn tránh ta cũng không sao thoát nổi. Thôi được, tôi chừng cứ để đó tôi giết. Ai giết cái gì mà khó đọc quá trời à? Toàn là văn điển nho nhã, ta không thể đọc được. Ai giết à? Không phải do Thường Hà Khanh giết sao? Hân. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Bên cạnh việc vạch ra phương hướng phát triển đất nước trong 5 năm tới, bầu ban chấp hành trung ương, đại hội lần này còn đánh giá kết quả 30 năm đổi mới đất nước. Và khi nhắc đến những nhà lãnh đạo đã đặt nền móng cho công cuộc đổi mới của đất nước 30 năm về trước, không thể không nhắc đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Vốn sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng gần như cả cuộc đời hoạt động cách mạng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lại gắn bó với miền Nam ruột thịt. Và cũng tại vùng đất này, với cương vị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, những quyết định vượt tầm thời đại của ông đã được ra đời. Sau đó, với cương vị Tổng Bí thư 30 năm về trước, khi kinh tế đất nước xuống dốc, sản xuất đình đốn, lạm phát lên tới 700%, nhận thấy đổi mới là yêu cầu tất yếu, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã quyết định tiến hành công cuộc cải tổ chưa từng có trên phạm vi cả nước. Và kể từ đây, nền kinh tế nhiều thành phần đã ra đời, nhiều mô hình làm ăn hiệu quả được tạo điều kiện phát triển, đời sống nhân dân dần khởi sắc, sự sáng suốt bản lĩnh người cầm lái và những dấu ấn nổi bật của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng sẽ là nội dung chính của chương trình phim tài liệu phát sóng lúc 15:30 chiều nay trên kênh VTC1. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Dân thắp lên ngọn đuốc, đôi mây đi lên xây đất nước đẹp sâu. Nguyễn Văn Linh nhà chính trị kiên định sắt son, người học trò xuất sắc của ban hồ, sáng tạo thông minh tấm gương tỏa sáng. Thưa quý vị và các bạn, với hàm lượng dinh dưỡng cao, ngoài ra lại không chứa chất béo, không cholesterol, rất giàu phốt pho và canxi. Chính vì vậy mà tôm luôn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn cho các bữa ăn cơm gia đình và đặc biệt là trong khẩu phần ăn của trẻ nhỏ. Mặc dù được sử dụng phổ biến, song không phải ai cũng biết cách sử dụng đúng loại thực phẩm này. Đáng ngại hơn, nhiều người còn hiểu sai, sử dụng sai các loại tôm. Chẳng hạn như là nhiều người hiểu lầm rằng vỏ tôm có chứa nhiều canxi nên đã tìm mọi cách để con em mình có thể ăn lớp vỏ giáp xác này.
Tuy nhiên, chúng ta lại không biết rằng thứ canxi đó cơ thể của con người hoàn toàn không hấp thụ được, thậm chí ăn vào còn có thể gây hóc, nôn, chớ, đau dạ dày hay táo bón cho trẻ nhỏ. Vậy làm thế nào để sử dụng tôm được hiệu quả và để chế biến nên món súp tôm có thể giúp trẻ hấp thụ canxi và khoáng chất được nhiều nhất? Bí quyết chế biến là gì? Tất cả sẽ có trong chương trình Ngon và Lành phát sóng lúc 16h15 chiều mai trên kênh VTC1. Chương trình VTC1 24 giờ tới sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.